Ngay sau lễ khai mạc, 373 vận động viên tham dự giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia năm 2023 bước vào tranh tài nội dung đua xe đạp địa hình băng đồng, cự ly 25 km. Với cung đường địa hình tại Trung Quốc có độ khó cao, mang đến cho các vận động viên trải nghiệm đáng nhớ. Thời tiết khô ráo mát mẻ rất thuận lợi để các vận động viên tranh tài trên các cung đường đua. Nội dung xe đạp địa hình năm nay, 373 vận động viên thi đấu ở 5 nội dung cả nam và nữ. Với cung đường hỗn hợp dài 25 km đã mang đến nhiều trải nghiệm và thử thách thú vị cho các vận động viên. Với bản thân tôi thì thấy là cũng hơi khó cho những vận động viên như nghiệp dư như mình. Nó cũng bê tông, nó hỗn hợp bê tông đường đất, đường đá sỏi khó. Thì cái đấy là được thuộc kỹ năng của từng người. Đúng là phải có luyện tập mới dám thi đấu. Nhưng mà với nỗ lực của mình cũng nằm trong top 10. Với lợi thế thông thuộc địa hình, các vận động viên Trung Quốc giành chiến thắng áp đảo ở cả 5 nội dung nam và nữ. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết và cố gắng hết mình, hai đoàn vận động viên của Việt Nam đã ghi tên mình trong top 4 nội dung đồng đội hữu nghị hỗn hợp. Sáng mai ngày 10 tháng 12 sẽ diễn ra nội dung đua đường trường với cự ly 80 km, trong đó 10 km sẽ đua bên phía Hà Khẩu Trung Quốc, 70 km phía Lào Cai Việt Nam.